còn về tuần sau đó thì các bạn thấy trên màn hình đó, tuần sau đây là những cái um, điều chúng ta cần phải quan tâm đến về uh, tài chính nói chung thì ở Hoa Kỳ các bạn thấy là ngày thứ ba đó chúng ta sẽ có thông tin đến từ Case Shiller thì Case Shiller National House Price Index đó, đây là một cái chỉ số về cái thị trường bất động sản của Hoa Kỳ và điều này đó cũng sẽ liên kết với lại những cái lời phát biểu các bạn thấy được thứ sáu chúng ta lại có uh, cái uh, chủ tịch Fed Chicago là George Evans sẽ có cái lời phát biểu thì nghĩ là hai cái này nó cũng sẽ đi song song với nhau một trong những điều mà nhiều người bây giờ đó là đang quan tâm đến chính là liên quan đến lãi suất tăng làm ảnh hưởng như thế nào đối với lại cái thị trường bất động sản của Hoa Kỳ và nhiều người bây giờ thì vẫn nhìn vào thị trường bất động sản của Hoa Kỳ như là một cái chỉ báo sớm về cái sự suy thoái tài chính có hay là không đây sẽ là cái đề tài mà chúng ta cũng sẽ nghe nói tới nhiều trong tuần sau tôi nghĩ là như vậy và kế tiếp nữa đó cũng là cái thông tin các bạn thấy được là liên quan đến phần trăm thất nghiệp sẽ như thế nào chúng ta có cái tài liệu được chia sẻ bởi adp đó là công ty mà giúp những công ty khác trả lương nhân viên đó thì họ thu thập tài liệu thì về cái uh, phần trăm thất nghiệp họ nghĩ là bao nhiêu đó chính là ngày thứ tư nhưng mà ngày thứ sáu sẽ có cái phần trăm chính thức được đưa ra bởi chính phủ của Hoa Kỳ và các bạn thấy được là bây giờ đó thì trung bình người ta ước tính là 3,7 phần trăm so với lại trước đây đó là 3,8 phần trăm thì cái phần trăm thất nghiệp sẽ tốt hơn so với lại cái thời điểm trước đó hy vọng đó là cái điều mà chúng ta thấy nhưng mà điều này đó cũng có nghĩa là gì khi mà chúng ta thấy là người ta có công việc làm nên ít phần trăm thất nghiệp cũng là động lực để cho khiến phép tăng lãi suất thêm thì tăng lãi suất thêm thì sẽ ảnh hưởng đến thị trường chúng ta cứ đi xoay dòng một cái dòng như vậy hoài cho nên tiếp tục trong tuần sau đó cũng sẽ những thông tin tương tự mà thôi thường sẽ chia sẻ thêm chi tiết khi mà có thêm những cái chỉ số được chia sẻ bởi những cái bài báo Nói tới đây thì các bạn thấy được trên màn hình Đi thùng refresh lại các bạn thấy là thị trường hợp đồng tương lai của chứng khoán đã mở cửa và hầu như để đi hàng ngàn Hiện bây giờ các bạn thấy được là Dow Futures thì không có di chuyển S&P Futures thì tăng 0,04% và Nasdaq Futures thì tăng 0,08% Coi như không có sự di chuyển nào hết Nhưng mà ngoại trừ về Fed tăng lãi suất liên quan tới phần trăm thất nghiệp thị trường bất động sản thì các bạn thấy được một trong những đề tài khác mà nhiều người vẫn đang tiếp tục quan tâm đó chính là cuộc chiến giữa Nga và Ukraine thì vẫn đang diễn ra và cuộc chiến này đã dài hơn và lớn hơn nhiều người tưởng tượng rồi nhưng mà có một điều là ngày hôm qua đó thì trong một cái uh, cuộc uh, phát biểu thì tổng thống uh, Joe Biden hầu uh, như là có hứng hay sao đó chia sẻ một câu nói mà làm cho nhiều người lo lắng đó chính là tổng thống uh, Joe Biden kết luận đó là tổng thống Putin uh, không thể tiếp tục giữ chức vụ này nữa, có nghĩa là tổng thống Putin cần phải được thay thế thì điều này làm cho nhiều người đã rất là lo lắng có phải là Hoa Kỳ chuẩn bị đánh với Nga hay là không có phải chúng ta sắp sự chứng kiến thế chiến thứ ba hay không thì chúng ta thấy là cái tài liệu mới nhất là ngày hôm nay đấy, thì uh, bộ trưởng ngoại giao của hoa kỳ đó chính là anthony blinken bộ trưởng ngoại giao vẫn còn đang ở israel thì đã chia sẻ là không không hôm qua đó là tổng thống joe biden nói không phải là như vậy tổng thống joe biden và nước hoa kỳ đã hoàn toàn không có ý định tham gia vào bất cứ một cái cuộc đảo chính nào hết thì làm cho nhiều người cũng an tâm hơn tại vì hôm qua đó tổng thống joe biden chia sẻ một cái câu nói không có rõ ràng như vậy khiến cho nhiều người lo lắng nhưng mà hầu như là các bạn thấy thị trường crypto đã cũng đã không còn quan tâm nhiều đến những cái thông tin liên quan đến nghe và dọa khen nữa rồi các bạn thấy được là giá thì vẫn tiếp tục uh, đẩy lên trong lúc mà đang làm video này bây giờ đã là 46.800 đô rồi nhưng mà chúng ta cũng có một số thông tin uh, cũng coi như không phải là xấu nhưng mà cũng không phải là tốt những thông tin đầu tiên hết chúng ta sẽ nói đến là thông tin liên quan đến Coinbase thì có một số bạn cũng đã comment ở bên dưới cái video thường làm cách đây hai ngày về việc là bắt đầu từ 4 tháng 4 đó có nghĩa là khoảng chừng là một tuần nữa thì sàn base ở Canada sẽ đòi hỏi những người ở Canada khi mà di chuyển hơn 1.000 đô Canada thì cần phải đưa ra một số những cái tài liệu giống như là chia sẻ thông tin là các bạn gửi tiền từ tài khoản của mình qua một cái ví khác mà không phải nằm trên sàn Coinbase thì người đó là ai, địa chỉ số máy vân vân để mà xác minh thân phận thì nhiều bạn cũng đã comment bên dưới nói là đây cũng đã là điều mà họ nhận được rồi. Nhưng mà các bạn thấy được không chỉ riêng Canada đâu. Bây giờ những thông tin cho thấy được là nền tảng Coinbase ở Singapore và Japan thì cũng có những cái thông tin tương tự như là Singapore và Nhật Bản đó thì cũng sẽ đòi hỏi những cái tài liệu như thế này. Và đương nhiên đây cũng là những cái cách quản lý chặt chẽ hơn để quản lý cái dòng tiền đi từ đâu, đến đâu và người nhận là ai à, để chống là những cái như là rửa tiền vân vân và quản lý chặt chẽ hơn dòng tiền trong thị trường này. Và cái này chỉ áp dụng với những cái sàn như là Coinbase và những cái sàn tập trung khác mà thôi thì nghĩ là Coinbase sẽ không phải là cái sàn duy nhất đòi hỏi đâu Và hiện bây giờ đã vẫn chưa có Hoa Kỳ trên cái danh sách này Nhưng mà thường nghĩ là sớm muôn gì Hoa Kỳ cũng sẽ có tên trên danh sách này mà thôi à, Nhưng mà nếu các bạn sử dụng một cái ví cá nhân riêng đó thì đương nhiên là không cần phải xác minh thân phận cái bạn gửi qua blockchain mà thôi không ai có thể quản lý được và tôi nghĩ là có thể nhiều người sẽ rút tiền ra khỏi những cái sàn tập trung nếu như mà họ muốn có cái quyền tư ẩn cao hơn Điều thứ nhì tôi muốn chia sẻ với các bạn đó là chúng ta thấy trên màn hình đây là cái Twitter đến từ Bộ Khoa học và Công nghệ của Hoa Kỳ. Thì cái Bộ Khoa học và Công nghệ của Hoa Kỳ đã đưa ra một cái tài liệu. Tài liệu này đó là kêu gọi mọi người đóng góp ý nghĩ của mình liên quan đến việc là có phải là những cái tiền cư được số mà sử dụng hệ thống đào đó lớn nhất là Bitcoin có phải là sử dụng hệ thống đào như gì có thể là tốn quá nhiều điện hay là ảnh hưởng đến môi trường hay là không thì đương nhiên đây không phải là lời khẳng định mà bộ khoa học và công nghệ của hoa kỳ đã kêu gọi những người trong thị trường này những người mà muốn đóng góp ý kiến đó thì có thể gửi thông tin tới để họ xem coi là suy nghĩ của người dân như thế nào về việc đào bitcoin thì tôi nghĩ là phần lớn mọi người cũng sẽ không đóng góp ý kiến đâu tại vì phần lớn cũng không có quan tâm hay cũng không có nhiều kiến thức liên quan tới uh, môi trường và đào bitcoin tốn bao nhiêu năng lượng tôi sẽ chia sẻ một số những thông tin căn bản với các bạn nhưng mà tôi nghĩ là những người trong ngành thì sẽ có uh, ý kiến nó tốt hơn Đối với lại Bộ Công nghệ và Khoa học của Hoa Kỳ Thì điều mà thường thấy được đây Đây không phải là thông tin xấu đâu các bạn Tại vì ít ra các bạn đã thấy là bây giờ không còn là khẳng định nữa Trước kia đó Thì phần lớn những cái cơ quan của chính phủ Các bạn thấy được là họ đều khẳng định Khẳng định là Bitcoin tốn quá nhiều năng lượng Khẳng định là Bitcoin là lãng phí nguồn điện Khẳng định là Bitcoin dùng trong nhiều phạm pháp Bây giờ hầu như là các cơ quan của chính phủ đã hiểu hơn về thị trường này và họ muốn tìm hiểu thêm cho nên bây giờ là không còn là khẳng định nữa mà họ muốn kêu gọi thông tin để họ có thể tìm hiểu thêm thì đây cũng là một cái xu hướng tốt đối với Thuận và các bạn thấy được là có một cái trang web trang web này được tạo ra bởi trường đại học nổi tiếng là Cambridge uh, University of Cambridge thì trong cái uh, trang web này đó họ chia sẻ rất là chi tiết liên quan đến cái uh, năng lượng của Bitcoin so với những hình khác là như thế nào Thì đương nhiên đầu tiên hết họ nói là so sánh năng lượng của Bitcoin với lại một cái ngành khác đó thực sự là không có thể so sánh được đâu Tại vì Bitcoin là công cụ khác nhau cho nhiều người giống như là nhiều người sử dụng bitcoin như là một cái tiền tệ di chuyển xuyên biên giới nhiều người dùng bitcoin như là một cái loại tài sản lưu trữ an toàn nhiều người dùng bitcoin như là một cái công cụ đầu tư nhiều người dùng bitcoin như là tài sản lưu trữ giá trị lâu dài để mà chống lại lạm phát vân vân bitcoin nó khác nhau tùy theo các bạn là ai và các bạn sử dụng bitcoin để mà làm gì và những ngành khác đó thì cũng có cái sự khác nhau tùy theo là các bạn dùng năng lượng đó để làm gì mà thôi Nhưng mà điều đầu tiên hết ấy, nếu như chúng ta nói tới đào vịt khôi lãng phí năng lượng đó, Thì câu nói đó đối với thường là đã sai rồi Tại vì các bạn thấy được là cái từ lãng phí đó, đó đối với thường là không có đúng ở đây các bạn nên biết là những thợ đào bitcoin đó những xưởng đào năng lượng đâu phải là miễn phí đâu họ cần phải bỏ tiền ra để mà mua và năng lượng đó là được bán cho họ cho nên dùng tiền để mà mua chứ không phải là năng lượng miễn phí thì đâu thì nói là lãng phí được những công ty đó họ bán điện họ thu tiền về thì họ vẫn có thể là dùng đó để mà phát triển công ty của họ trả lương cho nhân viên thì đâu có gọi là lãng phí đâu nhưng mà các bạn thấy là nhiều người đó thì dùng cái từ lãng phí đó đó không có được công bằng như là Bitcoin lắm. Tại vì chúng ta cứ nói tới ở Hoa Kỳ đi. Bây giờ đó thì Bitcoin đã chuyển về rất là nhiều nơi ở Hoa Kỳ để mà đào như là chúng ta nói tới những tiểu bang như Texas. À, và các bạn thấy được là bây giờ có những công ty đào Bitcoin, đào rất nhiều Bitcoin và sử dụng nhiều năng lượng. Thì đâu phải là cả tiểu bang Texas bây giờ là thiếu điện và mọi người bị cúp điện đâu. Các bạn thấy được là trên căn bản đó, cái số lượng điện mà dùng để mà đào Bitcoin là được bán từ những công ty điện họ có dư cái số lượng điện đó cho nên họ mới bán cho những công ty đào Bitcoin à, Chứ nếu như tôi nói lãng phí là không có đúng lắm Và thứ nhì nữa là các bạn thấy được là mạng lưới Bitcoin dùng để mà giải quyết những cái giao dịch Là một trong những mạng lưới an toàn nhất bây giờ Để mà quản lý giá trị của mạng lưới Bitcoin Mà giá trị mạng lưới Bitcoin bây giờ đó là các bạn thấy là lên tới cái mức Khi mà thị trường refresh lại để cho các bạn thấy là gần như là 900 tỷ hiện tại Và nhiều khi hơn cả nghìn tỷ luôn Thì chúng ta được là một mạng lưới mà rất có giá trị và được nhiều người tin tưởng thì chúng ta thấy là Bitcoin đó tài liệu sử dụng năng lượng thì nó rõ ràng hơn nhiều ngành khác cho nên thường nghĩ đây là một trong những lý do tại sao mà mạng lưới Bitcoin thường bị người khác tấn công về việc dùng quá nhiều điện. Nhưng mà để tìm hiểu kỹ hơn đó thì ngay cả tài liệu đến từ University of Cambridge thì cũng đã chia sẻ là các bạn thấy nếu chúng ta so sánh với lại số lượng điện dùng hàng năm đó thì cái số lượng điện dùng hàng năm ước tính mà thôi đương nhiên không ai chính xác được nhưng mà ước tính từ trường đại học Cambridge là 138 terawatt mỗi một năm thì cái số lượng điện này đó cũng tương đương như là cái số lượng điện dùng để mà đào vàng các bạn thấy được là vàng sử dụng là khoảng chừng 131 terawatt mỗi một năm thì đào bitcoin và đào vàng đã sử dụng năng lượng gần như là bằng nhau thì các bạn thấy là có thể là nhiều quá nhưng mà thật ra khi các bạn so sánh thì chúng ta thấy bên dưới này số lượng điện dùng đào Bitcoin là cái tỷ số bây giờ là 138. Các bạn so với lại cái số lượng điện dùng để mà mở máy lạnh là tới 2.199 TB mỗi một năm lần. Chúng ta có thể nhìn vào cái số điện dùng cho những cái data center, những cái cơ sở lưu trữ dữ liệu đó là 200 đến 250. Chúng ta được là cái số lượng điện dùng để mà sản xuất hóa chất đó là lên tới 1.349. À, sản xuất sắc lên tới 1233 đồng 167 à, làm xi măng tới 364 các bạn thấy được là so với những ngành khác đó thì PTC sử dụng năng lượng điện là không có nhiều như là mọi người nói nhưng mà đương nhiên so sánh như vậy đó thì nhiều người cho là cập khiển thì đương nhiên thường thấy là đúng rồi tại vì các bạn thấy được mỗi ngành đều mỗi khác nhau và có mỗi nhu cầu khác nhau thường thì lúc nào cũng ủng hộ sử dụng AC chứ nếu như không thì nhiều khi Cali rất là nóng nhìn bên dưới này đó thì nhiều khi người ta so sánh Bitcoin sử dụng nhiều điện hơn là một quốc gia khác như là cái số lượng điện hàng năm Bitcoin sử dụng là 138 terawatt thì so với lại nước Ukraine và Norway đó thì sử dụng ít hơn nhưng mà các bạn cũng nên nhớ là mạng lưới Bitcoin đó một năm di chuyển bao nhiêu tiền mạng lưới đó đáng giá bao nhiêu so với lại các bạn có thể nhìn thấy được là GDP của nước Ukraine cả một năm chỉ có 156 tỷ và GDP của nước Norway cả một năm chỉ có 362 tỷ mà thôi. Cả hai nước này cộng lại cũng chỉ bằng phân nửa cái vốn hóa của thị trường Bitcoin hiện bây giờ. Thì các bạn thấy được là so sánh gì cũng không có hợp lý lắm đâu. Tuy nhiên, bất cứ so sánh nào đó thì cũng sẽ có những cái uh, điều mà không hợp lý cái đơn vị mà tổ chức so sánh thường đã có một cái thiên kiến thiên về một bên rồi và kết quả so sánh thường là dùng để làm nền tảng phục vụ cho một cái mục đích khác thường cũng vậy những người mà làm tổ chức so sánh khác cũng như vậy cho nên đối với lại nhiều bạn mà thường hay nói là so sánh Bitcoin với lại những cái thứ khác thì không có hợp lý xin so khập khiển thì đương nhiên rồi bản chất của so sánh là khập khiển rồi đối với thường là như vậy và chúng ta thấy được là một trong những điều mà ít ai nói đến đó chính là năng lượng điện của Bitcoin dùng nhiều là không có sai các bạn thấy là ngay cả Um, University of Cambridge cũng đã nói là dùng ngang với lại đào vàng hiện bây giờ nhưng mà có một điều mà ít ta nói đến là có phải tất cả những năng lượng điện mà Bitcoin sử dụng nó là năng lượng điện xấu hay là không? Thì đương nhiên không phải rồi các bạn thấy được là ước tính bây giờ đó ngay cả đây là bài viết đến từ New York Times là một trong những cái đơn vị bài báo mà thường không có thiện cảm đối với thị trường này nhưng mà họ cũng nói là ước tính khoảng chừng là 40 cho đến 75 phần trăm không biết rõ được là dùng từ năng lượng tái tạo năng lượng thiên nhiên chứ không phải là dùng từ năng lượng dơ và phần trăm bây giờ có thể là cao hơn tại vì các bạn thấy được là sau khi mà những cái xưởng đào rời khỏi Trung Quốc đó Trung Quốc thường là đào bịch khôi dùng những cái năng lượng nó không có được tốt như là năng lượng đến từ hóa thạch nhưng mà bây giờ dùng năng lượng sạch hơn thì có thể là phần trăm này đã cao hơn rồi và cho dù là các bạn nghĩ sao đi nữa đó sự thật là về sử dụng nhiều điện hay là ít điện cái đó là quan điểm của mỗi người và sử dụng nguồn điện đó có đáng hay là không cũng là quan điểm của mỗi người nhưng mà sự thật là có một điều gì đó đang xảy ra và Bitcoin đang đứng giữa cái sự thay đổi này. Các bạn thấy được là trong những cái tình cảnh như thế này khi mà chúng ta thấy chiến tranh xảy ra khi mà chúng ta thấy là lạm phát xảy ra chúng ta nói tới uh, nhiều điều đang xảy ra trên thế giới nhưng mà các bạn thấy là mọi quốc gia bây giờ đều chú tâm đến đó chính là sự phát triển của crypto hiện bây giờ cho chúng ta thấy được là bitcoin đã là trọng tâm của cả thế giới rồi chúng ta có thể nhìn thế giới thay đổi như thế nào công ty uber là công ty taxi lớn nhất trên thế giới này nhưng mà không sở hữu một chiếc xe nào công ty facebook là nền tảng phương tiện truyền thông lớn nhất trên thế giới bây giờ nhưng mà không có tạo ra bất cứ một cái nội dung nào công ty alibaba có thể nói là một trong những cái nền tảng bán lẻ nổi tiếng nhất trên thế giới nhưng mà lại không có hàng tồn kho và airbnb có thể nghĩ là một trong những cái nơi mà cung cấp chỗ ở lớn nhất trên thế giới nhưng mà lại không có sổ bất cứ bất động sản nào và bitcoin có cơ hội trở thành một trong những nền tảng di chuyển giá trị lớn nhất trên thế giới này mà không sở hữu bất cứ một ngân hàng nào. Và các bạn thấy được là cái bảng xếp hạng những cái tài sản bây giờ đó, chúng ta thấy được là tài sản mua hóa lớn nhất vẫn là vàng, sau đó là công ty Apple, Microsoft, kế đó là thứ tư là Saudi Aramco, thứ năm là công ty Google hay gọi là Alphabet, thứ sáu đó là Amazon, thứ bảy là thị trường bạc, thứ 8 là Tesla và thứ 9 bây giờ là tài sản đáng giá nhất trên thế giới đó chính là Bitcoin. Và xuống tới đây các bạn thì được là Bitcoin đáng giá hơn cả công ty Berkshire Hathaway của Warren Buffett hơn cả Nvidia và hơn cả công ty Facebook. Bên dưới này các bạn thấy là không xa đó chính là hạng thứ 22 chính là Ethereum. Ethereum bây giờ đã còn đáng giá hơn cả công ty Samsung, Procter Gamble và Exxon Mobil dựa theo vốn hóa hiện bây giờ. Thế giới đang thay đổi. Cho nên vì lý do đó các bạn thấy được là không có gì là lạ là những công ty lớn đã thay đổi quan điểm về thị trường này. Những ngân hàng cũng đã thay đổi quan điểm về thị trường này. Bây giờ những chính trị gia cũng đã từ từ thay đổi quan điểm về thị trường này. Tại vì nếu như không thì thế giới sẽ thay đổi mà họ sẽ không phải là một phần của thế giới mới. Nói tới đây thì Thuận muốn chia sẻ một số những thông tin liên quan đến cái danh mục đầu tư của Thuận. Thuận mới uh, update thường thì khoảng chừng mỗi 2 tuần Thuận update một lần cho các bạn thấy. Thì lý do là sao Thuận update thông tin? danh mục đầu tư đó là không phải để các bạn copy theo hay là gì hết cái lý do tại sao thường update như bạn cũng đã biết rồi đó chính là Thuận muốn rõ ràng hơn về việc là các bạn biết thường đang lưu trữ những đồng nào cho nên khi mà thuận chia sẻ thông tin thì các bạn cũng sẽ biết à, đồng này thường có lưu trữ đồng kia thường không có lưu trữ thì cái À, trên màn hình các bạn thấy được là bây giờ đó, cái số lượng Bitcoin vẫn là cao nhất và Thuận vẫn đang tiếp tục chú tâm vào mua thêm Bitcoin ở thời điểm hiện tại. BTC chiếm tỷ lệ là 47% trong danh mục đầu tư crypto của Thuận, Ethereum là 3%, đứng hạng thứ nhì, BNB là 11% đứng hạng thứ ba, Cardano 8% đứng hạng thứ hai beta 1% và kế đó là CO là 2% và cuối cùng là 1% những đồng nhỏ hơn như là Solana, FTT và Polkadot. Cho nên các bạn thấy được là gần đây đã thường rất là chú tâm bắt đầu là từ tháng 10 rồi các bạn thấy được là chúng ta à, đã nhìn thấy cái phần trăm của BTC đã tăng lên từ 32% bây giờ lên tới 47% thì vẫn là trọng tâm của thuần hiện bây giờ nhưng mà cái số lượng phần trăm này so với lại hai tuần trước đây cũng không có nhiều thay đổi đâu chỉ có là premium dạo này có sự tăng trưởng cho nên chúng ta thấy phần trăm đã tăng thêm và tổng số vốn hóa bây giờ của thuận thì crypto chiếm là gần như phân nửa 45 phần trăm còn phần lại là tiền mặt và stablecoin là khoảng chừng là 1 phần 3 và còn lại là những cái à, loại tài sản khác 21,3 phần trăm nhưng mà trong thời gian vài tuần tới các bạn có thể thấy được là cái phần tiền mặt này nó sẽ thu nhỏ lại một phần Tại vì à, nhiều bạn có thể biết ở Hoa Kỳ chúng ta tiếp tục là cái mùa thay thuế Và cái ngày à, Hết hạn thả thuế ở Hoa Kỳ đó là ngày 18 tháng 4 cho nên thường phải đóng thuế trước ngày 18 tháng 4 và năm nay cái thuế của thường nó không có ít đâu các bạn, thuế của thường năm nay chỉ tính tiền thuế thôi mà thường phải đóng đó cho liên bang thôi không tính tiểu bang thì có thể lên tới là khoảng chừng 500.000 đô đó cho nên thường sẽ phải lấy một số tiền ở trong cái stable coin này để mà đóng thuế cho năm nay và đây là tất cả những thông tin mà tôi muốn mang đến cho các bạn trong video cuối tuần này. Tôi hy vọng là các bạn có một cái cuối tuần vui vẻ và chúng ta sẽ tiếp tục tiến tới chuẩn bị cho một tuần đầy dao động và kết thúc video này ra thì giá của BTC ở mức là 46.628 và một lần nữa Thuận rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian để mà xem cái video ngày hôm nay Và những người nào mà có thú muốn tìm hiểu những cái ưu đãi như là được giảm phí giao dịch hay là nhận được bonus Thì các bạn hãy bấm vào cái link bên dưới các bạn có thể nhận được những ưu đãi rất là hấp dẫn đến từ Thuận Capital Như là các bạn có thể tham gia vào những sàn giao dịch như là sàn Bybit các bạn có thể nhận được bonus cũng như là được giảm 10% cái phí giao dịch tháng đầu tiên và các bạn cũng có thể tham gia vào sàn FTX được giảm 10% phí giao dịch hay là sàn Binance được giảm tới 20% cái phí giao dịch và những sàn khác như là sàn Margin FX hay là sàn Asaniax và các bạn cũng có thể tìm hiểu những cái ứng dụng lending có lại nổi tiếng như là Nexo hay là BlockFi hay là các bạn có thể tìm hiểu ứng dụng crypto khoan hỗ trợ biểu đồ và phân tích dữ liệu on chain tất cả những cái bonus chi tiết sẽ nằm ở dưới cái video này các bạn bấm vào để mà tìm hiểu thêm và thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp tạm biệt các bạn